Một trong hai nhân tố xuất sắc nhất trong tập 5 Rap Việt mùa 3 chính là Hira. Anh chàng này từng gây bão tại mùa 1 cùng với tên gọi hài hước là Dương Quá và nhận được nhiều lời khen về cách khai thác chủ đề thông minh, tư duy âm nhạc độc lạ cùng với cách chơi vần, cách kể chuyện hài hước. Nam thí sinh chia sẻ về việc tại sao không xuất hiện nhiều sau khi Rap Việt mùa 1 kết thúc. Hira đã đóng cổng để tôi luyện tập trung nâng kỹ năng rap để sẵn sàng trở lại với Rap Việt mùa 3. Với phần trình diễn Thích Em từ đêm hôm qua, Hira đã mang đến một đề tài độc lạ. Anh mượn lời của một bóng ma đi theo cô gái để đem về cho mình 4 chọn và 96% lượt bình chọn từ khán giả. MC Trấn Thành thốt lên, em luôn là người thông minh trong cách đặt câu chuyện của em. Cách đặt câu chuyện của em rất lạ lùng, anh cảm thấy em là một người có tính điện ảnh trong tác phẩm của mình. Huấn luyện viên B-Ray chia sẻ, từ khi em bước ra và em nói trước về cốt truyện, anh cảm thấy khá lo lắng vì từ nãy đến giờ những bài mang tính kể chuyện toàn là những bài hơi u tối một tí. Đa số đều không được trọn vẹn, nhưng đến khi xem phần trình diễn của em, anh cảm thấy rất tuyệt vời. Trước thí sinh đầy tiềm năng, huấn luyện viên nào cũng khao khát có được Hira về đội của mình. Bộ ba giám khảo cũng vô cùng cân não khi phải suy xét và tìm ra con đường phù hợp để đưa Hira về với đội phù hợp nhất. Mọi người nên cẩn thận với trường hợp này vì bạn ấy đã rất cố gắng thay đổi và chúng ta đã nhìn thấy được điều đó. Giám khảo Rattati trăn trở. Chia sẻ về việc tại sao lại đóng cổng bản thân một cách nghiêm khắc như vậy, Hira nói, em là một người rất yêu nghệ thuật và em xem chương trình mà em yêu thích, nhưng khi em xem chỉ được 1-2 tuần là em cảm thấy rất chán. Khi đó em nhận ra một điều, khi em xuất hiện với một tần số quá nhiều thì khán giả sẽ trở nên ngán ngẩm. Em muốn giữ hình ảnh của mình trong lòng khán giả bằng hai bài nhạc mà em đã thể hiện rất tốt ở mùa 1. Và sau đó khi em trở lại, em sẽ mang đến cho họ những sự ấn tượng khác. Sau khi nghe Hira chia sẻ, Karik, người thầy từng đào tạo và huấn luyện cho Hira ở Rap Việt mùa 1, quyết định đưa nam thí sinh về với đội của huấn luyện viên Thái VG.